bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. 10 tuổi chưa làm quan, không nên làm quan. Còn biết tại sao không? Để tránh chuyện cha già con mọn không nuôi dạy kịp và để tránh vì sức yếu không làm được việc. Tuấn vui vẻ nói thưa mẹ, chuyện đó là của thời xa xưa, chứ ở thời buổi văn minh bây giờ đâu còn phù hợp nữa. Bọn trẻ chúng con rời khỏi mái trường là phải ra mưu sinh, bao giờ có sự nghiệp rồi mới mong xây dựng hạnh phúc gia đình được. Thấy Tuấn nói dài dòng, bà Tuyến liền cắt ngang. Thôi được rồi, con hãy cho mẹ biết con đã nhắm được nơi nào. Rồi không để Tuấn kịp trình bày, bà Tuyến nói như phân trần Mẹ chiều con nhiều rồi. Mẹ muốn con cưới vợ từ 5 năm trước kìa. Lúc đó con cứ xin mẹ để con lo công danh sự nghiệp đã. Vì vậy tới giờ mẹ vẫn chưa có cháu nội. Lập gia đình cho rồi con à. Để chấm dứt chuyện đi lại, giao du thân mật với cô Tuyết. Mẹ thấy cô ta bám sát con quá. Con gái gì mà tới tìm con trai mỗi ngày. Có khi ở trong phòng con mấy giờ liền. Nhiều đêm gần giờ giới nghiêm mới chịu về. Tuấn nghe ngột ngạc, cố lấy hết can đảm để nói. Thưa mẹ, hôm nay để chấm dứt chuyện giao du thân mật mẹ không thích này, con xin phép mẹ được cưới tuyết. Bà Tuyến sửng sốt nhìn con. Cưới con tuyết? Không đợi nào. Sở dí lâu nay mẹ cho con đi lại với tuyết, vì nghĩ đây là chuyện quen biết qua đường. Như con Loan, con Hồng ngày trước, Mẹ không ngờ con lại tính chuyện xây dựng với nó. Con hãy ngồi xuống đây cho mẹ nói chuyện. Tuấn ngồi xuống và thấy trước cuộc nói chuyện với mẹ hôm nay sẽ rất khó khăn. Như mẹ thấy đó, tuyết đẹp đẽ, duyên dáng, tuổi mới 20, có học thức, có nghề nghiệp, lại khôn ngoan khéo léo, không còn chỗ chê. Bà Tuyến cười lạc. Còn đừng quên là mẹ đi kén dâu, cưới vợ cho con mẹ. Chứ không phải mẹ tuyển hoa hậu đâu nhé. Còn nói con Tuyết không có chỗ chê. Nhưng mẹ thấy khác đó. Có nhiều chỗ chê chứ con. Vậy con biết gì về gia đình con Tuyết chưa? Tuấn làm thinh. Chàng biết khi mẹ đem chuyện gia đình của Tuyết ra nói để gây trở ngại cho cuộc hôn nhân của chàng và Tuyết, thì chàng sẽ không còn đủ lý lẽ bên vực Tuyết và bào chữa cho sự lựa chọn của mình nữa. Không thấy Tuấn trả lời, bà Tuyến hỏi lại. Sao con? Mẹ hỏi con đã biết gì về gia đình con Tuyết chưa? Tuấn ngập ngừng. Tuyết đã nói qua cho con biết rồi. Nói qua? Tại sao con lại tin lời nó? Nó có dấu giếm, che đậy sự xấu xa của gia đình nó không? Con phải điều tra tìm hiểu mới được. Nhưng đâu, con cứ nói mẹ nghe con Tuyết nói sao với con. Tuấn tặng hắn rồi nói. Tuyết cho con biết, khi Tuyết lên 7 tuổi thì cha mẹ Tuyết chia tay vì cha Tuyết có người khác. Sau khi ly dị, mẹ Tuyết lãnh nuôi ba con, hai anh chị Tuyết và Tuyết. Rồi sao nữa? Lúc đầu ông Vinh cha Tuyết còn cấp dưỡng mẹ Tuyết nuôi ba đứa con nhưng sau đó ông buông chỉ lo cho gia đình sao một người đàn bà còn trẻ yếu đuối phải một mình nuôi ba đứa con cho ăn học nên người thì làm sao khỏi có chuyện tai tiếng này nọ tai tiếng thôi sao con nhưng đâu phải chỉ mình bà vinh vì bị chồng phụ mới phải sống bừa bãi như vậy các em gái của bà người lấy mỹ người lấy đại hàng phi lục tân thị sao và chị của con tuyết cũng có chồng mỹ Tuấn không ngờ mẹ mình biết rõ chuyện của gia đình Tuyết như vậy. Tuyết cũng đã nói Tuấn biết là chị Thanh của Tuyết lấy một kỹ sư người Mỹ và ông này đã giúp tiền cho bà Vinh lên lầu căn nhà của bà. Tuyết tâm sự. Thiệt ra chị Thanh đâu muốn lấy Mỹ. Đã có hai ba đám định đi hỏi chị. Đám nào cũng là người tử tế, có học. Nhưng không biết vì lẽ gì họ tháo lui và đi cưới người khác. Sau này chị Thanh hỏi ra thì tại gia đình của em hết. Cha mẹ ly dị, con cái thiếu giáo dục gia đình. Mấy gì của em vì nghèo túng phải đi lấy Mỹ sau khi bị mấy dưỡng của em ruồng bỏ như mẹ em vậy. Tuyết không giấu giếm chút nào về người chị đáng thương ấy. Anh biết không, chị Thanh học tới lớp đệ nhị. Chú thích, tương đương lớp 11 bây giờ. Hết chú thích. Gần ngày thi mới nghỉ vì mối tình đầu tan rã chị xin đi làm thư ký và quen với một sinh viên trường thuốc anh này hứa hẹn chị đủ điều nhưng rốt cuộc khi ra trường anh lại đi cưới con của một dược sĩ rồi chị gặp anh lộc ở bộ ngoại giao anh lộc yêu thương chị lắm nhưng anh ruột của anh nhất định ngăn cản cuộc hôn nhân ấy khi chị thành đã may xong chiếc áo cưới với niềm hy vọng tràn trề sẽ lên xe hoa bị gia đình cấm đoán anh lộc ra đi tình nguyện vào lính để rồi giờ đã nằm yên trong lòng đất mẹ trong khi buồn rầu chị thanh gặp được một ông kỹ sư mỹ sẵn sàng cưới chị và đưa chị về nước chị cũng trông đi khỏi nơi đây để khỏi nghe thiên hạ dị nghị về cuộc hôn nhân dị chủng của chị nhưng trước khi đi nghĩ tới mẹ và em chị đã yêu cầu chồng chị giúp chị một số tiền tuyết nói rất nhiều về chị thanh cho tuấn nghe nhưng không nói tới bà vinh mẹ của tuyết mà tuấn thì không dám hỏi tới chuyện đó sợ tuyết buồn bây giờ nghe mẹ nói về gia đình người mình yêu tuấn không khỏi lo âu ngày nay thiếu gì người con nhà tử tế có học mà vẫn có chồng ngoại quốc hàng ngàn lính đồng minh qua đây cả chục năm nói sao họ không cưới vợ việt thôi thì cứ cho là chị con tuyết lấy chồng mỹ để giúp hai em ăn học và cho mẹ có nhà cao cửa rộng như vậy việc gì con tuyết cũng bỏ học để đi làm sở mỹ làm sở mỹ thì sao khỏi mang tiếng tuyết nghe lời con nghĩ làm sở mỹ rồi mẹ vậy bây giờ nó làm gì đi dạy học tuyết có tú tài toàn phần rồi bà tuyến gật đầu cho rằng con tuyết vì yêu con mà bỏ chỗ làm nhiều tiền để đi dạy học ít tiền hơn nhưng như vậy chưa đủ vậy mẹ muốn tuyết phải như thế nào thì mẹ cứ dạy bảo con sẽ khuyên tuyết bà tuyến nói như ra lệnh mẹ không muốn con cưới con tuyết cưới vợ không phải chỉ để sống với vợ mà còn phải sống với gia đình bên vợ và mẹ như thế này mà phải ngồi xuống với bà vinh đã ly dị chồng cả chục năm nay bây giờ lại có một đứa con lai tóc vàng mũi lỏ sao không đời nào chẳng những mẹ không bằng lòng mà hai bà khải và phấn xui da của mẹ làm sao không khinh mẹ họ sẽ không thèm tới nhà mình nữa tuấn kêu lên trời ơi nếu mẹ nghĩ vậy thì làm sao con trai mẹ có vợ được làm sao không thì con cứ để mẹ cưới con dung con bà nghĩa hay con thúy con bà phúc là con có vợ ngay mà là vợ giàu vợ đẹp nữa bà nghĩa có tiệm vàng đường trương minh giảng còn bà phúc thì chồng làm giám đốc hẳn dệt những đám như vậy mà con chê rồi bây giờ con muốn mẹ đi cưới con tuyết thì mẹ chịu thua bà tuyến ngừng một chút rồi hỏi con đã thưa cha con biết chuyện này chưa dạ con nghĩ mẹ bằng lòng thì cha sẽ đồng ý ngay bà tuyến lắc đầu cha con dễ giải thiệt nhưng nếu con xin cưới con tuyết mẹ nghĩ cha cũng không bao giờ chấp thuận thiệt mẹ không ngờ chuyện trăm năm mà con lại quyết định nông nổi vậy. Mấy lần trước con quen con Loan, con Hồng, mẹ không lo lắng. Vì hai cô đó thiệt không xứng đáng với con. Mẹ biết con chỉ quen qua đường. Con trai xa nhà mà lớn tuổi như con thì làm sao khỏi những chuyện đó. Lần này con quen con Tuyết. Lúc đầu mẹ cũng lo lắm, nhưng rồi mẹ nghĩ. Con sợ dĩ quá thân tình với nó, có lẽ tại chưa biết về cuộc sống của mẹ nó biết rồi thế nào con cũng gian ra tuấn quyết định nói thưa mẹ càng yêu thương tuyết con càng thấy rõ điều này điều gì vậy con là con phải cưới tuyết đưa tuyết ra khỏi cảnh bị người ta khinh khi và hiểu lầm chị tuyết lấy mỹ các dì tuyết có chồng ngoại quốc đâu phải lỗi của tuyết tại sao thiên hạ lại lên án tuyết con muốn cứu vớt cuộc đời tuyết không để tuyết phải dẫm lên con đường chị tuyết đã trải qua con phải cưới tuyết xin mẹ cho phép con bà tuyến nói để chấm dứt câu chuyện đừng nói nhiều vô ích mẹ không bao giờ cho phép nếu con không nghe lời mẹ thì cứ tự do sống với nó nhưng đừng để mẹ nhìn thấy tuấn buồn bã đi ra cửa bà tuyến thở dài nghĩ phải chi hồi đó ta nghe lời con huyền ngăn cấm nó từ khi nó mới quen với con tuyết thì bây giờ làm gì có chuyện này hồi đó nghĩa là cách đây năm sáu tháng gì đó sau khi hồng cô vũ nữ xinh đẹp đi lấy chồng tuấn liền quen với tuyết huyền chị của tuấn đã nói với mẹ mẹ ơi con thấy thằng tuấn chiều nào cũng đi chơi với một cô gái rất đẹp thấy cô này có vẻ hiền lành con cứ tưởng là con nhà tử tế. Nhưng khi con hỏi kỹ lại, thì cô ấy tên Tuyết đi làm sở Mỹ. Có chị lấy Mỹ, và mẹ cô ta lại là nhân tình của Mỹ. Mẹ phải coi chừng thằng Tuấn. Nếu nó si mê cô Tuyết thì khó gỡ lắm mẹ. Vì cô này coi duyên dáng, đẹp đẽ lắm, lại khôn ngoan, ăn nói ngọt ngào nữa. Huyền đã báo động, nhưng bà Tuyến không nghe. Bà nghĩ chúng nó mới quen nhau vài tháng thì làm gì thằng Tuấn si mê được. Hồi đó nó quen con Loan cả năm, sống chung như vợ chồng trên biên hòa, mà rồi cũng đường ai nấy đi thì con Loan biết rõ gia đình ta. Bà còn nói với Huyền, thằng Tuấn nhiễm kiểu sống của Tây của Mỹ, nó định chơi cho đã, nếm cho đủ mùi, rồi khi nào chán những chuyện tạm bợ đó, nó mới đi cưới vợ không khỏi lo lắng bà tuyến liền gọi điện thoại kêu huyền tới để nói về chuyện tuấn huyền tới thấy mẹ có vẻ lo âu thì hỏi ngay có phải thằng tuấn đòi cưới vợ không mẹ phải nhưng nó đòi cưới con tuyết đó mẹ thấy chưa con đã nói thằng tuấn vướng vào lưới tình rồi cô tuyết đó dễ thương lắm chỉ tội là cô ta xuất thân từ một gia đình lộn xộn quá rồi mẹ trả lời sao bạch tuyến nói thì mẹ nhất định không chịu mẹ phản đối tới cùng nó giận bỏ đi rồi chắc nó qua gặp cô tuyết mẹ có nói mẹ đã biết rõ về gia đình cô ta không có mẹ đã nói nhưng tuấn nói những chuyện đó không đáng kể miễn tuyết yêu nó và sống cho nó là được rồi huyền kêu lên đâu được tuấn quên là tương lai nó còn dài rồi đây nếu nó là một chức vụ lớn hơn, người ta sẽ nghĩ sao về cô vợ của nó? Mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng cha con kỳ lắm. Ông nói thằng Túng đã lớn rồi, nó yêu ai thì cưới cho nó. Mình cưới vợ cho nó, chứ đâu phải cưới vợ cho mình. Huống chi nó có gia đình thì ở riêng, đâu có ở đây với mình. Huyền suy nghĩ một chút, rồi nói. Nhưng mẹ đừng có tỏ ra độc tài quá, việc gì cũng phải từ từ thôi. Tuấn là đứa biết điều. Mẹ cứ ngày một, ngày hai dạch cho nó thấy cái hại nếu nó không biết kén chọn bạn đời. Tuyết á, thì con thấy cũng dễ thương. Nhưng mẹ cô ấy tệ lắm. Bà ta chỉ biết làm tiền mấy ông lính đồng minh nhờ họ mua giùm hàng hóa ở hợp tác xã Mỹ về bán lại. Bà Tuyến hỏi Vậy theo con, bây giờ mẹ phải làm sao? Khuyên can Tuấn. Nếu Tuấn không chịu thì mình phải nói cho Tuyết biết không dễ gì về làm dâu nhà mình. Đúng rồi, và điều mẹ phải làm trước tiên là ngăn không cho con Tuyết tới đây nữa. Huyền cười. Chắc từ nay Tuyết không tới đây đâu, vì thế nào Tuấn cũng nói Tuyết biết mẹ không cho nó cưới Tuyết. Nhưng Tuyết không tới, thì Tuấn lại đi tìm Tuyết. Mẹ sẽ buộc thằng Tuấn chọn con Dung hay con Thúy. Huyền can. Không được đâu mẹ, nếu nó dâng lời mẹ cưới cô Dung hay cô Thúy để rồi không yêu ai, thì mẹ sẽ mang tiếng với bà Nghĩa hay bà Phúc. Mẹ thấy đó, bà Khải xui da với mẹ, ép cậu thành con bà phải cưới cô Mỹ, con bà Chánh. Cậu này cứ bằng lòng, hai gia đình làm đám cưới thiệt lớn. Nhưng rồi cậu thành không ăn ở gì với cô Mỹ hết. Đêm đêm cậu ấy tới với cô Vũ Nữ và nói dối với Mỹ là phải đi gác, phải cử kiên vì bác sĩ đang chữa bệnh bất lực của cậu. Tội nghiệp Mỹ, cô ấy còn nhỏ đâu biết gì nghe cậu nói sao tin vậy tới khi bà khải chờ hoài không thấy cô mỹ thai ngán gì bà hỏi thì cô mỹ liền nói thiệt bà mới ngã ngửa bà tuyến thở dài chị mẹ cũng sợ như vậy thằng tuấn đam mê lắm từ nhỏ hễ nó muốn gì là làm cho bằng được hồi chịu nó bỏ đi mẹ gọi không quay lại Mẹ rất quan tâm chuyện vợ con của Tuấn, nhưng nó toàn làm mẹ thất vọng. Trước đây chuyện yêu đương của nó cũng làm mẹ buồn hết sức, con ạ. À. Chuyện con Loan, con Hồng, phải không mẹ? Con Loan cố tùng lưới để tóm lấy Tuấn vì nhắm vào gia đình của mình. Nhưng nó lầm, con ạ. À. Hồi đó thằng Tuấn cũng mê con Loan lắm chứ. Con Loan hư hỏng, nhưng gia đình nó lại không tới nổi lộn xộn như gia đình con Tuyết. Còn Loan vì một lần gian dở, phải đi bắn ba rồi đi làm vũ nữ. Nếu con Loan không làm nghề đó, thì dù gia đình nó có nghèo, mẹ cũng cưới nó cho Tuấn. Mẹ đâu phải ham giàu. Huyền cười. Thưa mẹ, vậy tại sao mẹ không chịu cưới cô Hồng cho cậu Tuấn? Cô Hồng làm thư ký cũng đàng hoàng lắm. Nhưng chỉ vì cha mẹ cô nghèo, làm tư chức, nên mẹ có đồng ý đâu. Nhưng sau chuyện đó, thằng tuấn không buồn phiền nhiều nó vừa mất con hồng là chụp ngay con tuyết và giờ đây không cưới được tuyết chắc nó lại mỡ đứa khác đó là điều mẹ nên cân nhắc nếu tuấn không cưới được tuyết nó có thể bị tuyệt vọng mà chơi bời trụy lạc nhiều lần bị mẹ can thiệp chuyện tình duyên nó làm sao khỏi uất ức và khi sự phẫn nộ tới cực độ nó dám bất chấp sự ngăn cản của mẹ lắm đó thì mẹ cũng đang lo chuyện đó. Mẹ còn nhớ lúc nó yêu con Loan. Mẹ rầy la, nó tới ở luôn với con đó, không về nhà. Mẹ phải sai người đi tìm nó. Nhưng con Loan cũng biết điều, thấy khó quá thì cô ta tự bỏ nó. Cô lăng yêu Tuấn là muốn được cưới xin tử tế, muốn được cha mẹ nhìn nhận. Chờ nếu phải sống lén lúc thì cô đâu chịu. Như vậy thà cô lấy một ông nhà giàu lớn tuổi còn sướng hơn cô ta muốn ra khỏi cảnh bất đắc dĩ phải làm vũ nữ hai mẹ con bàn chuyện với nhau thiệt lâu Trốt cô cũng không tìm được giải pháp nào huyền nói cô hồng kể ra cũng được đẹp đẽ duyên dáng vậy mà mẹ còn chê nhưng cô còn biết giữ gìn không được cha mẹ chấp thuận là gian ra ngay bây giờ cô có chồng rồi là một giáo sư nhà giáo quen sống thanh bạch nên không đặt vấn đề giàu nghèo khi cưới vợ. Bà Tuyến khó chịu nói. Bộ con nói mẹ ham giàu chứ gì? Mẹ không ham giàu, nhưng mẹ chê người ta nghèo. Cô Hồng là một nữ sinh vừa ra trường. Cô ấy nuôi nhiều mộng đẹp, mà cái mộng yêu thương đầu đời không thành. Cô ấy làm sao khỏi buồn. Có một dạo con thấy cô ủ dột ra mặt. Gặp con, cô ấy đi tránh và không chào. Thôi, con đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Bây giờ con có cách gì giúp mẹ để Tuấn đừng đòi cưới tuyết nữa không? Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Để con gặp nó khuyên thử coi sao. Còn ráng giúp mẹ nhé. Huyền ra về, trong khi bà Tuyến ngồi suy nghĩ vẫn dơ và không khỏi buồn phiền. Chỉ có chuyện hôn nhân của thằng Tuấn thôi mà sao ta khổ quá tuyết vừa đi dậy về thấy nhà bừa bãi thì vừa dọn dẹp vừa rầy la em trai lai ơi chị bực mình quá sao em cứ xả giấy ở phòng khách vậy chị dọn mệt quá lai nói đâu phải em mấy đứa con dì ba đó dì ba tới đây hồi nào mới tới rủ mẹ đi chơi đó tuyết thở dài lại đi chơi với dì ba khổ quá Ta năn nỉ hoài mà mẹ không nghe. Lai lấy trong túi ra hai trăm bạc, khoe tuyết. Dì bà cho em hai trăm để mua kẹo nè. Kẹo? Chị dặn em sao? Đừng ăn nhiều kẹo, hư răng hết. Lai cười, đưa hàm răng súng ra. Tháng này chị chưa cho em tiền mua kẹo, chị còn nói gì? Mẹ la chị đó. Em nghe mẹ nói với dì ba là chị nghe lời anh Tuấn không làm sở Mỹ nữa, nên bây giờ không có tiền. Đi dạy không có tiền sao chị? Sao không? Chị đi dạy người ta cũng trả tiền, nhưng trả ít thôi, đã tới tháng lương đâu mà có tiền. Anh Tuấn không cho chị đi làm sở Mỹ, phải không? Tại sao vậy? Tuyết rầy em. Còn nít biết gì mà hỏi. Đi vô nhà chơi đi. Anh Tuấn sắp tới rồi. Lai là đứa em Lai Mỹ cùng mẹ khác cha với Tuyết. Lai năm nay lên 6 tuổi. Khi sanh ra nó, mấy vị của Tuyết kêu đặt tên nó là Lai, vì nó là đứa con Lai, không cha. Tuyết dọn dẹp xong, ngồi nhìn đồng hồ, có vẻ sốt ruột. Nghe tiếng xe Honda quen thuộc vang lên từ đầu ngõ, Tuyết liền ra đón Tuấn. Thấy nét mặt Tuấn không được vui, Tuyết lo lắng hỏi. Có việc gì vậy anh? Tuấn nhìn vào trong nhà. Có ai ở nhà không em? Không có ai hết. Chỉ có thằng Lai đang ngồi chơi ở phòng trong. Vậy mà anh định rủ em đi coi cine. Đi thì đi. Vậy ai coi nhà? Em Lai còn nhỏ quá. Gửi nó qua nhà bên cạnh thôi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Tuyết thở dài. Thằng bé đã sanh ra dưới một ngôi sao xấu. Mới mấy tuổi đầu đã phải khổ. Đã vậy chị của em khi còn ở nhà thể nhìn thấy nó ở nhà trên là đuổi xuống nhà dưới xuống nhà dưới gặp nó là lại đuổi nó ra ngoài sân. Chị nói nó làm hư tương lai của chị. Còn mẹ em, người tạo ra nó, cũng đâu yêu thương gì nó. Bà coi nó như cái gai trước mắt. Trong một phút yếu lòng, bà đã để người ta lợi dụng. Tới khi có thai, thì người đàn ông đó đã về Mỹ. Rồi tuyết hạ thấp giọng như để nói một mình. Rồi đây, không biết chừng, em cũng là nạn nhân của nó, kìa, em nói gì lạ vậy? Thằng bé đâu tội tình gì? Nó đi học ở đâu chưa em? Mẹ không bao giờ nghĩ tới việc học hành của nó. Em nhắc hoài, mẹ vẫn làm lơ. Thì em cứ lo cho nó. Phải chi nó đừng có mái tóc và đôi mắt kia, thì em có thể đưa nó tới trường. Dẫn nó đi, em xấu hổ quá. Tuấn trách. Tại sao em lại có mặt cảm đó? thì em cứ coi như mẹ xin một đứa con lai để nuôi. Ai chịu hiểu như vậy đâu. À, anh đã thưa với mẹ về chuyện chúng mình chưa? Vừa nói, Tuyết vừa ngồi xuống bên cạnh, cầm tay Tuấn. Hôm nay thấy anh không được vui. Chắc anh đã thưa với mẹ và mẹ không bằng lòng, phải không anh? Tuấn gạt ngang. Thôi, chúng ta đi coi hát đi. Anh nghe nhức đầu quá, cần phải giải trí với em. Tuyết liền đi thay quần áo, rồi đem bé Lai qua gửi bà Tám hàng xóm. Lần đi chơi này thiệt buồn tẻ, Tuấn rất ít nói, Tuyết thì không dám hỏi. Tuyết biết Tuấn đang có chuyện lo nghĩ nhiều, vì vậy Tuyết chỉ im lặng ngồi bên chàng. Tuyết thấy Tuấn cũng không để ý tới cuốn phim đang chiếu. Cứ ngồi thừ người, lâu lâu lại thở dài. Tuyết buồn bã hỏi. Anh có gì không vui? Vậy đi coi phim làm gì? Tuấn siết chặt tay nàng. Đi về em nhé. Ngồi đây anh nghe ngột ngạt quá. Vậy thì mình về. Tuấn đưa Tuyết tới một công viên. Vừa ngồi xuống băng ghế đá, Tuấn nói. Anh đã thưa chuyện với mẹ rồi, nhưng thiệt anh không ngờ. Anh không ngờ chuyện gì? Anh không ngờ mẹ đã nhờ ai điều tra về chuyện gia đình của em Mẹ biết rõ còn hơn những gì anh nghe em kể. Tuyết thở dài. Nhưng em kể sự thật, không giấu giếm chút nào hết. Có phải mẹ chê gia đình em như trước đây người ta đã chê khi chị Thanh được một người xin cưới mà người ấy cũng con nhà tử tế như anh vậy? Thiệt vô lý. Mẹ đã làm anh phải sai lời hứa và mang tiếng sở khanh với không biết bao nhiêu người. Nhưng lần này thì không thể chấp nhận được. Loan và Hồng dù sao cũng không đáng cho anh lo nghĩ bằng em Dạ lại loan lúc ấy tự động rút lui còn hồng thì có ngay người chồng khác hồi đó anh cũng yêu thương loan lắm định sống với loan không về nhà nữa nhưng loan diện đủ cớ buộc anh phải về với gia đình loan không tin là nếu không có sự ưng thuận của cha mẹ cuộc tình của anh và loan sẽ bền vững chị loan nói phải lắm anh có gì si mê mà tới với loan thì mẹ đâu có thừa nhận chị phải sống xa cha mẹ anh làm sao không nhớ như vậy hạnh phúc gia đình đâu thể có nhất là khi anh đau ốm cần tiền mà loan không thể lo cho anh tuấn nói tiếp mẹ còn biết em có một đứa em lai mỹ và mấy người gì có chồng ngoại quốc như vậy là em đang sống cảnh chị thanh ngày nào vậy còn hy vọng gì nữa mấy tuần nay như anh biết đó Dì ba của em cứ tới đây suối mẹ em gả em cho một chuyên viên người đại hàng. Ông này đã ngoài 30 tuổi. Em đã yêu anh, thì làm sao nhận lời người ấy được? Vậy mà dì ba cứ nhận đại quà của chàng kia rồi đem cho mẹ em. Mẹ em nói, hãy lấy cái gương chị Thanh, đừng tin lời hứa hẹn của anh. Dù anh có yêu thương em tới đâu đi nữa, thì việc hôn nhân của chúng ta không thể thành được. Dì ba thì nói về làm vợ anh, em sẽ khổ vì tiếng nặng tiếng nhẹ của gia đình anh. Quá khứ của em không có gì, nhưng của mẹ em sẽ đè nặng lên cuộc đời em. Em không thể nghe lời mẹ và dì em. Nếu không lấy được anh, thì thà em đi tu hoặc sống cô đơn, chứ không thể bắt chước chị Thanh. Em phải làm sao cho thiên hạ thấy, dù sanh trong gia đình này, em vẫn là em. Tuyết nói nhiều lắm. Tôi nhớ lại những lời Tuyết đã nói trước kia với chàng em không muốn có chồng ngoại quốc em không muốn sống ở nước ngoài anh không biết đó khi chị thanh có chồng ngoại quốc lúc em vừa mới lên lớp đệ nhị em đã có ý muốn đi tu rồi đi tu như các sơ đoàn bác ái nghĩa là để làm công tác xã hội nhưng lúc đó chị thanh đã khóc nói nếu em làm vậy là em phản đối ra mặt mẹ em rồi anh của em cũng khuyên em hết lời em mới chịu tiếp tục đi học đó anh ạ à em rất khổ tâm mỗi khi các bạn hỏi, vậy chớ ba mày đâu? Tại sao mày có đứa em lai? Like? Ngày đám cưới chị Thanh, em đâu dám chừa mặt ra ngoài, lấy cớ bị bệnh không dự tiệc. Tội nghiệp chị Thanh, chị hiểu vì sao em không dự tiệc nhưng không dám nói. Còn mẹ em thì khỏi nói, bà cứ tính bơ, vui cười và chân diện. Còn các dì em thì đưa mấy ông chồng ngoại quốc tới ăn uống say sưa. Nhà em hôm ấy không khác nào một đại hội quốc tế tuấn cứ để tuyết nói vì cũng không biết nói gì để an ủi tuyết tuấn hiểu tuyết là người tốt sống giữa khung cảnh hỗn độn ấy mà không hề bị nhiễm tánh hư tật xấu anh tuấn à con tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không sao hiểu được em biết em yêu anh thì em phải khổ chị thanh đã cho em một bài học kinh nghiệm rồi vì tại sao khi gặp anh em lại không kềm được con tim, ngăn nó đừng yêu anh. Bài học kinh nghiệm sống không đủ cảnh tỉnh em hay sao? Nhưng em hiểu một lý do màu nhiệm, một sức mạnh mãnh liệt nào đã khiến em quên tất cả, từ chuyện tuổi nhục của chị Thanh tới chuyện bẻ bàn của gia đình em. Để giờ đây lại phải dẫm chân lên con đường chị Thanh đã đi. Tuấn siết chặt tay tuyết. Thôi, em đừng nói nữa. Mọi việc cũng tại anh. Em hãy yên lòng, thế nào anh cũng phải làm sao cho chúng ta được sống bên nhau. Bây giờ chúng ta đi ăn cái gì em nhé." Tuyết buồn bã nói. "Em không nghe đói anh ạ. À? Em phải vui lên, chuyện chưa tới đâu, khoan nghĩ ngợi nhiều đã em. Dù chuyện của mình thế nào đi nữa, thì em vẫn không phiền trách gì anh. Bây giờ anh cứ về nhà và phải vui vẻ như thường." nếu anh thuyết phục được mẹ càng tốt. Còn không, cũng không sao. Anh cứ dâng lời mẹ, đừng để gì em mà phải mang tiếng bất hiếu. Được rồi, anh sẽ nghe lời em. Tuấn và Tuyết đi chợ cũ. Chú thích, khu vực đường Baxter, Hàm Nghi, Hồ Tùng Mậu, quận 1 bây giờ. Hết chú thích. Ăn cháo, rồi về nhà. Tuyết dặn anh về nhà đi. Anh không nên gì buồn mà đi chơi. Mẹ sẽ phiền trách và quy tội cho em. Ừ, thì anh về nhà. Chứ đi đâu bây giờ? Tuyết vẫn chưa yên lòng. Anh phải về và khoan nói gì với mẹ về chuyện của chúng ta nhé. Tuấn câu mày. Được rồi, sao em cứ dặn hoài, làm như anh khờ dại hay sao? Nhưng từ nay em đừng tới thăm anh nữa. Anh không muốn ai làm em buồn, hãy rảnh là anh sẽ tới thăm em. Tuyết đi vào nhà, thay áo rồi nằm đọc báo, nhưng không đọc được câu nào. Tờ báo cầm trong tay, nhưng Tuyết cứ nghĩ miên man. Vậy là cuộc hôn nhân của ta và anh Tuấn chắc không thành rồi. Ý nghĩ này làm Tuyết không sao ngăn được hai dòng lệ. Khi ngồi đối diện với Tuấn, Tuyết không khóc, lấy hết can đảm để giữ nước mắt khỏi trào ra bà tám thấy tuyết về thì đem trả Lai. lại thấy mắt chị đẫm lệ thì hỏi sao chị tuyết khóc vậy, ai làm chị buồn? tuyết nói bụi bay vào mắt chị đó, không rõ ràng chị khóc trong nhà này làm gì có bụi. giữa lúc đó bà vinh và dì ba về tới lai reo lên mẹ về rồi, có dì ba nữa. bà vinh rầy lai thằng ác ôm kia. Mày làm gì ôm vậy? Tao về thì đã sao? Chị Tuyết mày đi đâu về chưa? Lai bị rầy cục hứng không trả lời. Tuyết đi ra. Con đây, mẹ đi chơi về. Chào dì ba qua chơi. Bà ba nói. À cháu Tuyết, dì có chuyện muốn nói với cháu. Bà Vinh thì hỏi. Con không đi đâu à? Thằng Tuấn không tới sao? Lai cướp lời chị. Chị Tuyết đi chơi với anh Tuấn mới về đó mẹ, con thấy chị mới khóc đó. Bà Vinh nói như để phân trần với bà ba. Đó chị thấy không, thằng Tuấn không biết tính làm sao mà để con nhỏ phải khổ như vậy. Tuyết vội vàng nói. Mẹ đừng nói vậy, anh Tuấn vẫn yêu thương con, hiện anh đang xin cha mẹ đi cưới con. Bà Vinh cười lạc. Rồi tới bao giờ nó mới xin được, Bà ba xen vào. Hay rồi cũng như chuyện con Thanh. Tới giờ phút chót, bị người ta chê thế này thế nọ. Tuyết nói ngay với bà ba. Xin gì đừng can thiệp vào chuyện của con. Bà ba nói lớn. Tư, mày thấy chưa? Con Tuyết nói với tao như vậy đó. Đừng can thiệp. Để rồi khi nó mang cái bụng thè lẹ, thì tao không xấu hổ phải không? Bà Vinh rầy con. Sao con nói vậy hả Tuyết? vì ba dạy thì con nghe, tuyết nói, con yêu anh Tuấn và anh Tuấn yêu con, tụi con lớn rồi, dù cha mẹ anh không cho phép thì chúng con cũng cứ sống chung với nhau, không ai ngăn cản được đâu. bà ba cười lạc, ừ, để tao chống mắt lên coi thằng Tuấn dám cãi lời cha mẹ nó không. cha anh dễ lắm, chỉ có mẹ anh hơi khó thôi. nhưng anh nói với con, nếu không thuyết phục được mẹ. Giang sẽ thuê nhà và đem con về sống chung. Nó nói như vậy mà con nghe được sao? Tuyết hỏi lại. Sao không nghe được hả dì ba? Bà ba nói giọng mỉa mai. Về ở không với người ta, không cưới hỏi gì à? Vậy dì ba, dì năm, dì sáu thì sao? Mấy dì có chờ ai cưới hỏi không? Bà Minh la lên. Tuyết, mày quá rồi. Mấy gì thì khác. Còn mày, mày có học. Còn con gái, tại sao mày chịu theo không người ta chứ? Tuyết cầu có nói. Lẽ ra mẹ và dì ba không nên rầy la con. Mày muốn nói dì ba và tao không được rầy la mày chớ gì? Bà ba kéo tay cô em, làm bà Vinh hạ giọng. Hôm nay dì ba tới đây để lấy quyền làm người lớn nhất trong nhà khuyên con nên chấm dứt chuyện quen biết với Tuấn. Dì ba và mẹ thấy chuyện con và Tuấn rồi đây sẽ không đi tới đâu. Dì ba định làm mai cho con một đám này khá lắm. Tuyết nói, nước mắt chảy quanh. Thôi, con vang dì ba. Dì ba hãy làm mai cho mấy chị của con đi. Chị Nga, chị Nguyệt đó. Mấy chị đâu có cần ai đi hỏi đi cưới. Sao dì ba không rầy mấy chị? Bà Vinh không kềm chế được nữa, la lên. Mày ăn nói như vậy hả Tuyết? Chuyện con và Tuấn, tụi con thu xếp sao được thì thôi. Anh Tuấn yêu con thật sự. Con xin tưa để dì ba hiểu, con không muốn có chồng ngoại quốc. Dì ba liền nói, đừng có quá lý tưởng nha cháu. Thằng Tuấn không bao giờ cưới cháu đâu. Nó sẽ lấy cớ mẹ nó không bằng lòng, rồi bỏ cháu như đã bỏ con Loan, con Hồng. Cháu hãy nghe lời gì ông Mỹ gì nói với cháu đó năm nay mới ngoài 30 tuổi, chưa có vợ, cha mẹ ở bên Mỹ giàu lắm. Đã hai lần gì đưa ông ta tới đây, nhưng không gặp cháu. Trước lặng lặng bỏ đi vào nhà trong, bà Vinh nói. Thôi kệ nó đi chị ơi, hơi đâu chị nói cho mệt. Nó khôn thì nhờ, dại thì chịu. Nó tưởng đâu cha mẹ thằng Tuấn chấp nhận nó làm dâu của họ làm sao. Em nói vậy sao được, có con thì phải dạy bảo, nói phải, nói trái cho nó nghe. Còn chị là vì nó, thấy chuyện không phải, có hại, chị không nói, thì rồi đây em sẽ lại trách chị. Phải mở mắt cho nó thấy đâu là sự thật. Tuổi trẻ mơ mộng quá không được đâu. Em phải gặp Tuấn và hỏi rõ về việc này. Nếu em không hỏi thì để chị hỏi. Tuyết ngồi trong phòng nghe bà ba nói vậy không dằn được tức giận, chạy ra, la lên. Cháu đã xin gì đừng can thiệp vào chuyện riêng của cháu. Dì đừng quên chuyện chị Thanh. Dì ai chỉ phải lấy chồng ngoại quốc. Lẽ ra chị ấy đã làm vợ một bác sĩ hay kỹ sư rồi. Người ta chê gia đình mình không đàng hoàng. Mấy dì toàn đi bán ba, kẻ lấy Mỹ, người lấy Đại Hàng, phi luật tân. Còn bé Lai đó, cũng đủ cho người ta thấy mẹ của tụi con là người như thế nào rồi. Mẹ anh tuấn nước kinh gia đình mình cũng phải. Không ai có quyền trách bãi, cay nghiệt hay khó khăn đâu. Bà Vinh không dằn được nữa, òa lên khóc. Tại ai mà tao phải lấy Mỹ, phải khổ sở như thế này để nuôi tụi bay? Nếu cha mày không bỏ tao, thì tao đâu như ngày nay? Tại sao mày không tới nhà cha mày để trách ổng? Tuyết thấy mẹ khóc, liền dịu giọng. Thưa mẹ, con đã nhiều lần xin mẹ đừng can thiệp tới chuyện của con, nhưng chẳng những mẹ can thiệp mà mẹ còn để chị ba chen vào ép con với ưng người Mỹ này, người Mỹ nọ. Con đâu dám trách mẹ. Con cũng biết mẹ đã khổ nhiều vì mấy chị em con. Nhưng cái thời kỳ túng thiếu đã qua rồi. Chị Thanh đã hy sinh cuộc đời chị, lấy chồng Mỹ, đi giúp mẹ sự dư giả ngày nay. Giờ đây mỗi tháng chị gửi về cho mẹ 10.000 đồng. Còn đi làm cũng phụ thêm cho mẹ được chút ít. Mẹ con ta sống như vậy cũng khá lắm rồi. Mẹ còn muốn gì nữa? hay để chuyện cũ chết theo thời gian xây dựng lại tất cả mẹ à mẹ đừng nghe lời mấy gì đi làm tiền nữa mẹ để con ngước mặt với đời nữa chứ bà ba cười lạc bây giờ mày lên án mấy gì nhà mẹ mày luôn phải không mày muốn cấm tao tới đây thăm mẹ mày à không dễ dàng như vậy đâu tuyết mày không thể xóa bỏ được dĩ dãn của mẹ mày vì thằng lai là một bằng chứng sờ sờ về sự hư hỏng của nó không có con nhà tử tế nào dám rước mày về làm dâu đâu. Mày nói chị Thanh mày đã hy sinh đời nó để đưa mẹ mày tới cảnh trưởng giả ngày nay. Nhưng trước khi chị Thanh mày làm được như vậy, ai đã giúp mẹ con bay ra khỏi cảnh đói rách? Ai giúp tụi bay ăn học? Ai đưa tiền cho mẹ bay nuôi bay và đóng tiền học? Sao tụi bay dễ quên ơn quá vậy? Nếu không có mấy gì thì mẹ con bay đã chết từ năm xưa năm xưa chứ đâu sống tới ngày nay để có nhà cao cửa rộng như thế này bà ba, ba kể công ơn xong lại chửi bới kẻ vô ân bạc nghĩa. Tao biết mà, một trăm mong thầy tướng số đều nói tao làm ơn là mắc quán mà. Tiệt ra bà Vinh cũng không chịu được kiểu kể ơn của bà ba, ba nên bực mình rầy tuyết. Mày thấy chưa? Mày ăn nói bậy bà để gì ba chửi cả mẹ mày. Tao không hề vô ân bạc nghĩa như tụi bay. Cho tụi bay ăn học, để bây giờ kinh rẻ lại tao. Nếu mày thấy ở đây nhục thì cứ dọn đi ở chỗ khác rồi có ai hỏi cha mẹ họ hàng bà con của mày đâu thì cứ nói cha mẹ chết hết rồi họ hàng cũng không còn ai như vậy không ai khinh mày hết tuyết nói con đâu muốn vậy nhưng mẹ đã hứa gì với chị thanh khi chị theo chồng về mỹ tao hứa cái gì mẹ hứa với chị thanh mẹ sẽ không đi lang bang nữa sẽ lo cho anh em con chị thanh cũng xin mẹ nên yêu thương thằng lai mẹ đã sanh nó ra, nó đâu có tội tình gì. Còn như mẹ ghét nó, thì bà phán quế, bảy không có con, xin nó về nuôi, sao mẹ không cho? Bà ba hỏi, bây giờ mày muốn đuổi thằng Lai phải không? Dì hỏi làm gì? Nãy giờ cháu nói gì, bố gì không nghe sao? Cháu đâu có muốn đuổi thằng Lai. Bà ba đứng lên. Tao về đây, để mẹ con mày nói chuyện. Tao tưởng mày khôn, Chứ mày dạy thì tao không thèm nói làm gì. Tao tưởng chuyện con Thanh cũng đủ mở mắt mày rồi. Bà Vinh kêu lên. Kìa chị, chị hứa ở lại ăn cơm với em kia mà. Còn Tuyết nói dạy, chị chấp làm gì. Nhưng bà ba đã bỏ ra về. Bà Vinh than thở. Kiểu này thì mày giết tao Tuyết À? Tuyết nói giọng cương quyết. Cứ để gì về, gì khỏi tới nữa cũng không sao gì không tới, mình cũng không chết. Mày nói như vậy sao tuyết? Mày chỉ biết chuyện yêu thương của mày, con chị em ruột thịt của tao, mày coi như đồ bỏ sao? Rồi đây mày đi lấy chồng, tao sống với ai? Con Thanh thì ở tận bên Mỹ, thằng Hải Anh mày đi lính, cả năm chưa về nhà một lần. Thằng Lai thì ngu dại, tao sống với ai? Nói xong, bà Vinh ôm mặt khóc tỉ tê. Trước đi xuống bếp làm cơm, mặc cho mẹ khóc. Nàng bày bàn và sai bé Lai sắp đũa. Bé Lai thấy mẹ khóc, liền hỏi chị. Chị nói gì mẹ khóc vậy chị? Đừng hỏi bậy bạ, chị đánh đòn. Tuyết bày thức ăn xong, đi lên mời mẹ. Mời mẹ dùng cơm. Bà Vinh nói. Tao không ăn. Mẹ giận con sao? Con làm cơm ngon lắm. Có món thịt chiên và xà lách Đà Lạt. Nhưng tao ăn với dì ba rồi. Con và thằng Lai ăn đi, nhưng rồi không biết nghĩ sao, bà lại ngồi vào bàn ăn với Tuyết. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, im lặng ăn. Ăn xong, Tuyết dọn dẹp, thằng Lai đứng bên chờ chị sai vặt. Nó luôn hãnh diện khi được Tuyết sai. Bà Vinh ngồi hút thuốc, hú, vừa hút vừa suy nghĩ về những lời Tuyết vừa nói với bà. Bà bỗng cảm thấy thương Tuyết quá. Chuyện thanh ngày trước, bà đã ăn năn nhiều. Bây giờ tới phiên Tuyết, nếu chuyện hôn nhân không thành, chắc bà buồn lắm. Tuyết trách bà cũng phải. Bây giờ ta cần gì nữa? Với tuổi 50 ngoài này, tại sao ta không ngồi yên hưởng hạnh phúc do con cái mang lại? Ta tạo ra chúng nó, nhưng cho chúng được cái gì chưa? Bà Vinh thấy Tuyết đi lên và lặng lẽ ngồi đang ở chiếc ghế gần đó thì hỏi. Tuyết, chuyện của con và thằng Tuấn đi tới đâu rồi? Nói mẹ biết đi. Tuyết ngập ngừng rồi nói: "Tư mẹ, có lẽ nó sẽ gặp trở ngại như chuyện chị Thanh." Bà Bình thở dài. Rồi là... Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi thiên và ngủ chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt ma. hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng còn bạn thì sao Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.